Everybody, welcome to HLVKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HLVKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con ghép, đó là Gunbound Mobi ha. Thì bây giờ hướng dẫn cho anh em đăng ký tài khoản cái. Rồi đầu tiên thì Android thường ha, thì chúng ta sẽ tạo tài khoản bình thường. Đấy, ok. Này không biết tạo bằng Gmail hay là cái gì đây. Tạo bằng số bình thường đi. Đăng ký được không? Ok. Rồi còn anh em nào mà tài khoản Android 9.10 thì tải cái giả lập 5.0 ở dưới phần miêu tả về và đăng ký ha. Rồi, ok. Bây giờ vô game nào. Ok, chúng ta có hai lát nhân vật như thường ha. Bây giờ vô game nào. Dạ, nhà yêu hả? Không. Ok. Đổi tên liên tục để cho người ta không biết mình là ai ha. Khổ lắm, có một số game chúng ta đừng nên mà để tên tuổi. Vô nhiều người nói là heo phá game này nọ mắc công lắm. Nên là thôi, cứ như thường thôi. Rồi, đầu game vô thì chạy nhiệm vụ đầu game cái đi, để xem coi game nó phi chúng ta cái gì ha. Ồ, biết hồi nãy ra mặc đồ vô đam cho nó nhiều, chứ tự nhiên đam gì ít lắm, đánh phải lâu ha. Đục mà đánh kinh thiệt chứ. Mà đánh dưới máy mà nó đã bắn thiệt chứ. Như là bắn với người luôn. Mày hả bự? Ok, rồi bây giờ chúng ta xem quà đầu game có cái gì ha. Rồi, quà đầu nè. Đù! Wow. Cái gì đây? Ok. Ôi trời ơi, má ơi. Khoan, cái gì đi, đếm lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đù, mã 1.500.000. Oh my, ở là 1.500.000. À, 1.500.000 anh em à. Oh my god, game phi chúng ta 1.500.000 đầu game. Oh, full VIP 15 nè. 1.500.000 kim cương luôn. Đục mã vào game phi 3.000.000. Trời ơi. Mã game Việt Nam đấy à. Ôi giời, game Việt Nam phi 3.000.000. Trời ơi. Gánh bao nha anh em, gánh bao Việt Nam đấy. Phi 3.000.000, max VIP 3.000 ấn luôn. Đù. Ok, rồi xu 3.000 ấn nữa, 20 cái để mua đồ á. Cũng được. Ôi giời ơi, đây một cái vũ khí bánh kem kỷ niệm. Cái này là bánh kem 4 tuổi hay 2 tuổi đây không biết. Ôi giời ơi, 1.500.000. 1.500.000 kim cương, 1.500.000 ruby nha anh em. À, thơm. Thì cũng cảm ơn bạn Đạt ha, Đạt đã gửi cho heo con game này ha. Ok, khá là humble đây. Rồi nhưng mà nó méo có phi level anh em, không có phi accept. Hơi buồn ha. Bây giờ phi gì nữa? Đâu còn gì nữa phi giá trị. Đi kiếm cái hoạt động coi, hoạt động đăng nhập nhận đồ nè ha. Lại là ấn nữa. Đồ. Đăng ký ngày thứ 3 chúng ta nhận được một bộ nghi lễ và 100 ấn. Đù. Wow. 2.000 ấn 7 ngày. Đột mà vậy tính ra là 5.000 ấn rồi. Ôi giời ngon. Wow, thăng cấp cũng nhận ấn nè ha. Giờ quan trọng game này là chỉ có ấn thôi chứ mấy cái quà kia giờ là bèo bọt vải rồi, còn gì nữa. Má 3.000 ấn đầu game thôi ơi. Ok. Wow, sắp mát lực chiến 6 triệu luôn. Thá đồ. Vừa vô 6 triệu lực chiến. Ngại thiệt chứ. Ok, đây. Ấn cứ tiếp tục đi kiếm ấn thôi. Vòng quay là có gì ta?
Vũ khí, đồ, đồ, trang bị, đồ ha. Rồi trong này su ban ấn, bét với đồ. Quay cũng rẻ. Ok, thôi để đó đi. Cái này là áp lì xì, ưu đãi, vòng quay, khiêu chiến hẹn giờ, tăng bậc nữa nè ha. Tích lũy nạp, phó bản tích lũy, lực chiến. Đồ 2, 4, 6, má 100 mấy, ổ 12 triệu. Được, cũng được đấy chứ. Tích kỹ năng, thưởng online nè. Nhân vật mới, tích lũy đăng nhập nữa hả? Đồ! Oh my god! À! Đầu game phi 4.000 nha anh em. 4.000 ấn. Ôi trời ơi. 4.000 nha. Ở đây thêm 1.000 nữa nè. Hồi nãy 3.000. Ôi trời, rồi. Ngon. Má lên 7 triệu 8 rồi anh em. Oh my god. Không. Ở đây là quà tiêu phí. Tiêu phí ra gì không? Tiêu phí kim cương nè. Đồ. Má cứ tiêu phí kim cương là được nha. Ra bộ... bộ 2 tuổi, ok, được. Này bộ 2 tuổi vậy là dễ lấy. Còn đề cử này là gì ta? À, tiêu phí ruby. Tiêu phí ruby thì chúng ta sẽ nhận được bộ ảo diệu. Má mà game này bây giờ bộ ảo diệu lấy ở đâu, làm sao để tiêu kim cơ ruby? Giờ đi tiêu phí để lấy cái bộ bộ 2 tuổi cái. Nó nằm ở đâu ta? Vòng quay kim cương hả? Không phải. Đây, vòng quay may mắn, quay nhân 10 ha. Ok, quay nhân 10 tí là chúng ta sẽ được bộ 2 tuổi à. Này, đây, hồi nãy không nhớ là, để kéo lên xem lại coi. Là tiêu phí tổng là 2, 4, 6, 7, 50 triệu thì nếu mà, cái này hình như là một vòng 1 triệu đấy. Đúng rồi, 2, 4, đúng rồi, 5, một vòng 1 triệu ha. Vậy thì quay 50 vòng là chúng ta sẽ có 50 triệu thôi. Đúng rồi. Trời ơi, 1 tỷ rưỡi mà phi mà xài 50 triệu thì có đáng gì? Trời ơi. Má nghe 1 tỷ rưỡi mà xài 50 triệu thôi không đáng ha. Mà xuống ví dụ như anh em có 1 triệu gửi xài hết 50 ngàn thì nhìn nó cũng hơi bự đấy. Ok, quay hết cái vòng này là chúng ta được... quay hết cái phần trên là chúng ta được 20 lần ha. Cứ quay khoảng 2 lần rưỡi. Đó, 2 lần rưỡi thì chúng ta sẽ đủ 50 triệu. Ok. Chà chà, đang trên đường lấy bộ 2 tuổi nha. Còn cái set ảo diệu thì méo biết sao mà lấy được luôn. Má đầu vô mà nó phi cho một đống luôn. Trời ơi. Con game hot vãi cả luôn. Anh em nào có chơi thì kéo xuống phần miêu tả tải về ha. Linh heo để dưới đó nha anh em nào không biết tải thì xem video hướng dẫn hoặc là đăng ký thành viên web để tải game nhanh hơn nha. Còn anh em nào mà không biết đăng ký thì xem là khúc đầu nha. Và anh em nào đăng ký không được thì kéo xuống phần mô tả để tải cái giả lập 5.0 đem về tải nha. Rồi đem về cài game vào đó và đăng ký trong đó ha. Ok. Game ngon vãi cả lờ. Ok nè bưởi. 2.5 vòng thôi. Má 2.5 vòng mà nó lâu kìa. À, có cái này là tiêu nhanh nhất rồi đấy chứ. À, còn bộ ảo diệu không biết làm sao để tiêu hết 50 triệu ruby đây. À, nhiều ông ngồi xiên ở đầu vô shop mua. Kiếm món nào mắc nhất ở đầu mua. Nhưng mà heo thì chắc là không làm xiên được như mấy anh em đó rồi. Cái này quay là chúng ta không màng tới mấy cái vật dụng ở trong này ha. Không có quan tâm đồ ở trong này. Chỉ quan tâm là làm sao mà để tiêu 50 triệu thôi. Má ngoài mà có 50 triệu vậy cũng đỡ mấy trời. À giờ ăn Tết. Tới luôn bầu ơi. Rồi, còn nửa vòng trái đất nữa anh em ơi. 2 3 4 5 6
Kéo lên, kéo lên, 4 vòng nữa. 7 8 9. Ok, một vòng nữa, đi nào. Đấy, 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 lụm nè, 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 lụm luôn nè. À đụng má sao hiếu ta. Ủa tiêu đủ rồi mà sao tới đây nó hiếu. Nè tiêu hơn rồi, lố rồi mà sao nó không đủ ta. À hiếu một anh em à, đậu phộng. Má có nạn mà 50 triệu lẻ một kim cương nữa hả. Vậy đấy, vậy đấy, chơi ép người quá mức. Ok để quay cái này. Rồi tiêu phí đó, bây giờ nhận được rồi nè. Đấy, vô túi. À vô luôn nhân vật chứ vô túi gì. Vũ khí thì lấy bánh kem đập ha. Mặc vô. Mặc vô. Mặc vô, set 2 tuổi nha anh em. Hôm hôm hôm. Ủa cái này ngon hơn hay là cái bánh ngon hơn ta? À đồ mã y bộ luôn. Rồi ok luôn. Ủa sao bét tụi nó cởi mấy con này đâu ra vậy ta? Nhìn thơm vậy. Ok chắc phải chạy nhiệm vụ tí nữa để lên level quá. Hello. Má 7 triệu mấy mà vô với con boss không chết nữa là hồi hùa luôn đấy. Ok ok lên level rồi, lên level cũng nhận được kim cương rồi này cái nọ. 15 rồi. Rồi 17. Rồi 18 mà đó lên 19. Ok lên được 20 nè. Đột mã một bước lên 22 luôn hả? Chỉ tính ra con này nếu mà full level thì chắc cũng được. Vô cửa hàng xem anh em. Đây là cửa hàng, đây cửa hàng đổi nè. Đồ thì ra là anh em lấy đồ ở đây. Trời trời con gì ạ? Sư tử hả? À, trời ơi ngon. Đồ mã su bàn ấn chưa bao giờ mà có giá trị nhiều như vậy. Này cái này giống gì em nè. Đồ một bộ bên kia đi Luffy. Oh my god. Oh. Ngon. Nói gì bây giờ? Nói gì bây giờ? Nó chỉ là nói ngon. Nhìn là mua liền luôn chứ. Trời trời trời. Hẻo đâu có mà. Để mua con sư tử đây. Mua con sư tử về đi. Không biết là con này để cưỡi hay là để làm cái gì. Nhưng mà mua về đi. Đâu rồi đâu rồi. Cái rương bên kia đi Luffy của tôi đâu. Này phải không ta? Không biết nhưng mà xài thử coi. À bộ này không phải. Bộ con mèo không hết. Nhưng mà để mặc vô luôn. Nằm đâu đây nè. Heo có ba rương. Tại nãy quay quay đồ đây. Đây nè. Bộ bên kia đi Luffy nè. Để chút vô mặt sao. Rồi ơi. Ngon lành. Ngon lành. Ok ok anh em à. Anh em nào chưa chơi, chưa tải thì nhanh chân mà tải về ha. Hôm đấy. Này là đá hả. Ok. Ok, vô nhân vật để đổi lại nào. Tao không thích bộ này. Vô tủ đồ. Vâng, hôm nay tao sẽ làm bên kia đi Luffy. Đây, mặt của ảnh nè. Nhìn là biết cái gương mặt nè. Có cái sẹo nè. Đây. Vua hải tặc trong tương lai. Ok, sao mà để cái cánh kỳ vậy em. Không có cái cánh nào mới hả ta.
Ghê quá, ghê quá. Cánh nào đẹp với nó đây. Xấu nha, nhìn nó hơi mờ mờ. Thôi 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 thôi, Mỹ không mua. Ok, đi ra ngoài shop đi mua cái cánh cho con bên kia đi Luffy. Oh my god, shop cập nhật bộ những bộ đồ mới nhất luôn nè anh em. Ok ok bữa ơi, nhưng mà cánh có cánh nào mới không? Mặc cho con Luffy coi. Xấu nha. À, cánh bướm hả? Ok, còn cái này lấp la lấp lánh quá. Sao nó không cập nhật cái nào đó cho con Luffy ta? À thiệt chứ, cánh ở đâu rồi? Cái đây là quả set luôn rồi. Đúng rồi, đây là quả set mới rồi. Đây là cánh cũ. Cánh mới không có gì ngon luôn á. Nhìn còn chiếc nơi thấy ngố quá. Ok, về đi, nhìn như là con bét của Luffy. Đấy, ok, trời ơi. Một chữ thôi, ngon. Ok, là ngon nha, ngon nha. Ok, làm level để cởi cái con đó coi. Cái con nãy là con gì vậy ta? Ok, để Henry làm level. Ê, đủ mát sao nãy. Mua rồi mà ta, sao nó không mặc vô. Để mà lớn rồi cầm cái bông nhìn thấy kỳ lắm. Đây 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 đây, mà Monkey D. Luffy đại chiến với Pinocchio. Ok, chấp mày một tôn luôn. Mày hả bự. Monkey D. Luffy là người chiến thắng. À, trời ơi má cười tươi vãi. Tới luôn bữa ơi, lỡ làm nhiệm vụ rồi, làm luôn để cho nó lên level cao cao để chúng ta còn mang được cái con bé sói hồi nãy chứ. Bèo 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 bèo. Ngon ngon ngon, mình kia đi Luffy, Luffy. Ok, đánh với huyền trưởng Bạch Tuộc. Gió hơi nhiều ha. Gió hơi nhiều ha. Cái bộ đẹp vậy mà không ông nào đà mặc hết ta. Thiệt luôn á, không có thấy ông nào mặc cái bộ này luôn á. Ủa sao vậy, sao nó không lên level tiếp. Ok, vô một trận thi đấu nào. Rồi nhìn là biết đấu với máy rồi. Nhìn là biết đấu với máy rồi anh em. Ok ok, 24 rồi, còn một cái nữa, hình như là một cái nữa 25. Má vẫn không đủ 25 anh em à. Không đủ lên 25 luôn. Tiếp tục một trận thi đấu nữa. Đây đây đây, hy vọng đây không phải là đồ mã. Đúng rồi, đây đánh với người. Rồi không rồi, không phải người rồi, người đánh đâu dở như vậy. Ok, bay qua cho em nó đào chứ. Anh tới đây em. Đào đi em, đào đi. Biết ngay là nó sẽ đào mà. Sợ quá, sợ quá, sợ quá. À, sợ quá, sợ quá. À, sợ quá. Monkey D. Luffy là người chiến thắng. Ok ok, trời ơi, cập nhật bộ thời trang này là quá đẹp rồi em ơi. Mê ly, mê ly. Gặp heo là người hít Monkey D. Luffy nữa chứ, trời ơi. Ủa hình như 30 mới mở được mà đúng không? Má tức thiệt chứ. Thôi,
Ok, anh em nào có chơi thì tải về ha, link heo để với phần mô tả. À, mới đây thấy nè, nè. Con vua sư tử nè, ôi trời ơi. Rồi, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Thì chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong nhiều video nữa, nên là like, share mạnh tay vào nha. Ok, bye bye.